It's really hard. We're gonna show you just how hard. So, Franz has a sledgehammer. Guy, OSHA, I mean, come on. Try to break this glass, please. Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well. Vào hồi năm 2019, tại sự kiện lần đầu tiên ra mắt chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck, giám đốc thiết kế của mẫu xe đã ném một viên bi sắt vào chính giữa ô cửa kính của chiếc bán tải để quảng cáo cho Tesla Armor Glass, một loại kính có khả năng chịu lực rơi của một viên bi sắt từ độ cao hơn 4 mét. Và đáng lẽ ra nó phải lành lặn, nhưng lại vỡ toạc. Elon Musk khi đó đã cố trấn an mọi khán giả ở bên dưới rằng ít nhất là viên bi sắt đã không xuyên thủng, và gợi ý cho vị giám đốc thiết kế của mẫu xe thử ném phát thứ hai ở ô kính còn lại, và nó cũng vỡ vụn. Sự cố ngỡ ngàng này đã biến thành trò cười và khiến Elon Musk muối mặt, và cũng khiến cho cổ phiếu của hãng xe điện lớn nhất thế giới tụt giảm 6%, cuốn bay gần 1 tỷ đô la tài sản của vị tỷ phú vào thời điểm đó. Tới nay, Tesla Cybertruck đã lặn mất tăm gần 4 năm và liên tục trì hoãn sản xuất. Nhưng vào ngày 30 tháng 11 sắp tới, khách hàng sẽ được bàn giao mẫu bán tải điện này, và Cybertruck được dự báo sẽ đưa Elon Musk vào khu vực sinh lợi lớn nhất tại thị trường Bắc Mỹ. Vậy Tesla Cybertruck có tầm quan trọng như thế nào, và liệu có phải là cơn ác mộng của Elon Musk? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong câu chuyện ngày hôm nay, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotopian. Bất chấp sự kiện đáng quên với vị tỷ phú xe điện, nhưng mẫu bán tải Cybertruck vẫn nhận được hơn 1 triệu đơn đặt hàng, cho thấy tầm quan trọng của mẫu bán tải này tại thị trường cực kỳ yêu thích các mẫu xe bán tải như Mỹ. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tài chính gần đây, ông thậm chí đã khẳng định: "Chúng tôi đã tự đào hố chôn mình với Cybertruck." Vậy cơn ác mộng của Elon trông như thế nào? CEO của Ford, ông Jim Farley, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc Tesla Cybertruck khi Ford vẫn đang thống trị thị trường xe bán tải Bắc Mỹ, nên giám đốc điều hành của hãng rất tò mò muốn xem xét sự cạnh tranh này. Ông nói, thiết kế góc cạnh khác thường có nghĩa là Tesla có thể chế tạo mái của chiếc Cybertruck từ một mảnh kim loại duy nhất, thay vì đầu tư vào một chiếc máy dập đắt tiền. Ông nói thêm, điều này sẽ cắt giảm chi phí sản xuất, nhưng có khả năng khiến nó khó mở rộng quy mô. Elon Musk có vẻ đồng ý với nhận định của Farley. Vào đầu tuần này, ông chủ Tesla đã cảnh báo về những thách thức to lớn trong việc đạt được sản lượng lớn trên mẫu xe này, được ra mắt lần đầu tiên cách đây 4 năm. Cybertruck là chiếc Tesla đầu tiên kể từ thời Model Y vào năm 2020, vào thời điểm lợi nhuận giảm do việc giảm giá trên các dòng xe nhằm thúc đẩy nhu cầu. Xe bán tải và xe thể thao Roadster của hãng vẫn chưa được sản xuất, và Model 2 có giá thấp hơn dự kiến sẽ không xuất hiện trước năm 2026. Khi Cybertruck xuất hiện, đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Nó sẽ đưa Tesla trở thành phần sinh lợi lớn nhất của thị trường ô tô Bắc Mỹ, và trực tiếp cạnh tranh với các mẫu xe kiếm tiền lớn tới từ các hãng như Ford, General Motors và Stellantis. Tới nay, thông số cụ thể của mẫu bán tải này không hề rõ ràng, nhưng nó vẫn nhận được hơn 1,7 triệu đơn đặt hàng trước trong hơn 4 năm với mức cọc 100 đô la mỗi người, bởi vì Cybertruck được giới thiệu là trang bị từ 1 tới 3 động cơ có thể chạy tối đa từ 250 đến 500 dặm trên một lần sạc, và có thời gian tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/h trong khoảng từ 2,9 đến 6,5 giây. Sau đó vào cuối năm 2021, hầu hết thông tin bao gồm tất cả thông tin về giá cả liên quan tới chiếc Cybertruck đều đã biến mất khỏi trang web chính thức của hãng xe điện. Elon Musk cũng cho biết Cybertruck sẽ có thể hoạt động trong thời gian ngắn để nổi như một chiếc thuyền và có cả hệ dẫn động cơ sau. Thậm chí, lớp vỏ ngoài của xe còn được quảng cáo là có thể chống đạn 9mm, và tấm kính cửa sổ cũng vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng đã khiến cho Elon Musk được một fan muối mặt ngay lần đầu ra mắt. Và khi thông tin những chiếc Cybertruck đầu tiên sắp được bàn giao xuất hiện, mẫu xe này lại được quảng cáo một cách ngấm ngầm về khả năng chống đạn, khi một video được đăng tải vào cuối tuần trước trên mạng xã hội X cho thấy một chiếc bán tải Tesla Cybertruck đang chạy trên cao tốc với cánh cửa bên lái lõm nhiều vết, trông như vừa bị cả trăm phát đạn bắn vào, càng gây thêm sự tranh cãi với những người quan tâm tới mẫu xe này.
Và với những thông số trên thì chắc chắn Tesla Cybertruck sẽ trở thành mẫu xe độc đáo trong thị trường bán tải tại Mỹ so với những cái tên tới từ Ford, Chevrolet hay Ram. Nhưng quan trọng, mức giá hấp dẫn của mẫu xe này vào thời điểm đó bao gồm 3 phiên bản. Cybertruck bản 1 động cơ 39.900 đô la, Cybertruck bản 2 động cơ 49.900 đô la, Cybertruck bản 3 động cơ 69.900 đô la. Đó là mức giá đủ sức đánh bật các đối thủ cùng phân khúc bất kể là chạy xăng hay chạy điện ngày nay. Nhưng tới hiện tại thì không rõ là mức giá cọc có còn được duy trì hay không. Do vậy, Ivan Drury, nhà phân tích ô tô của trang web mua sắm ô tô Edmunds đã nói với Business Insider vào đầu năm nay: đây là một phương tiện cạnh tranh với tất cả mọi người và không ai cả. Nếu Cybertruck thành hiện thực như lúc mới ra mắt thì thế là quá đủ rồi. Mọi thứ khác về công nghệ và tính năng chỉ là lớp kem ở trên bánh. Ông đã so sánh Cybertruck với Hummer, một loại xe lớn tương tự và không thực tế, nhưng có thể thu hút cả những người đam mê cũng như những người mua xe sang giàu có. Tuy nhiên, với những thông số và mức giá của chiếc siêu bán tải điện này, để cạnh tranh trong khu vực sinh lời lớn nhất của ngành xe hơi Bắc Mỹ thì đó là điều hoàn toàn có thể. Theo nhà cung cấp dữ liệu Jato Dynamics, cứ 5 chiếc xe bán ra ở Mỹ và Canada thì có một chiếc là bán tải. Một nửa trong số đó, khoảng 1,5 triệu xe là xe bán tải cỡ lớn, chẳng hạn như Ford F-150 hay Silverado của Chevrolet, thị trường mà Cybertruck sẽ cạnh tranh. Ngay cả theo tiêu chuẩn của Tesla thì nó vẫn là một phương tiện được mong đợi rất nhiều và đã bị trì hoãn từ rất lâu. Khi Cybertruck ra mắt vào năm 2019, Musk cho biết Tesla muốn thử điều gì đó khác biệt. Việc sản xuất được ấn định vào năm 2021 và tiền đặt cọc bắt đầu đổ về. Sau đó, vào đầu năm ngoái, có báo cáo cho biết các kỹ sư đang vật lộn với những vấn đề có vẻ cơ bản bao gồm hệ thống treo, phanh và bịt kín hình dạng bất thường của những chiếc xe để chống lại tiếng ồn từ bên ngoài. Tesla đã từ chối bình luận vào thời điểm đó, nhưng phải đến năm nay, hãng mới bắt đầu cung cấp các thông tin của phiên bản tiền sản xuất. Philip Hurst, một nhà phân tích ô tô tại Jefferies, một trong số ít người được chọn để thử lái chiếc Cybertruck cho biết, đó là một con quái vật ấn tượng. Ông cho biết, một số khía cạnh thiết kế, chẳng hạn như hệ thống lái 4 bánh cho phép nó chuyển làn ở tốc độ cao rất mượt mà, rất ấn tượng, nó rất thoải mái, nó lái tốt. Ông cũng cho rằng, thiết kế độc đáo cũng như việc Tesla phụ thuộc vào việc đúc, sử dụng các miếng kim loại đúc thay vì dựa trên máy ép đắt tiền là một kỹ thuật sản xuất chưa được chứng minh ở quy mô lớn khi ra mắt chiếc xe vào năm 2019, có lẽ đã khiến việc sản xuất bị trì hoãn. Để so sánh, Ford đã sản xuất hơn 1 triệu xe bán tải mỗi năm, mặc dù con số đó bao gồm cả các phiên bản nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu có thể chế tạo được Cybertruck phù hợp, thì cơ hội tiềm năng cho Tesla là rất lớn. Kể từ khi ra mắt Model S vào năm 2012, doanh số bán hàng của Tesla chủ yếu là sedan và SUV. Nhưng những chiếc xe bán tải đã đưa nó vào mỏ vàng thực sự của ngành. Tại Stellantis, công ty sở hữu thương hiệu Ram và Jeep, doanh số bán tải ở châu Âu và Mỹ chỉ chiếm chưa đến một nửa lợi nhuận của công ty, với tỷ suất lợi nhuận trên mỗi chiếc xe thấp hơn so với xe du lịch. Ford thì kiếm được phần lớn lợi nhuận từ xe bán tải, trong khi nhà máy ở Kentucky sản xuất mẫu Super Duty là nhà máy có lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ mạng lưới toàn cầu của hãng sản xuất ô tô. Tại thị trường béo bở này, cuộc đua điện khí hóa đã bắt đầu. Xe tải điện Ford F-150 Lightning có giá khởi điểm từ 42.000 đô la, trong khi General Motors đã tung ra mẫu Hummer chạy điện có giá khởi điểm từ 80.000 đô la và nặng gần 5 tấn. Có thể thấy, ngành công nghiệp tin rằng những chiếc xe điện như Cybertruck. Vậy theo bạn, VinFast có nên gấp rút tạo ra một chiếc bán tải điện để cạnh tranh trong phân khúc đang nóng dần này? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận và ủng hộ bằng cách like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.